Chiều 4 tháng 7 năm 2022, Công an tỉnh Bình Phước phối hợp với Công an thành phố Đồng Xoài đang tổ chức khám nghiệm điều tra, làm rõ vụ việc phát hiện thi thể nam công nhân giữa bụi cỏ trong khu công nghiệp Đồng Xoài 3, ấp 1, xã Tiến Hưng, thành phố Đồng Xoài vào chiều cùng ngày. Trước đó, sáng cùng ngày, một số người dân địa phương sống gần khu công nghiệp Đồng Xoài 3 phát hiện chiếc xe máy hiệu Sirius biển số tỉnh Đắk Nông dựng ngoài đường trong khu vực khu công nghiệp. Sau nhiều giờ không thấy có người đến lấy xe, khoảng 13 giờ 30 phút, người dân đi tìm xung quanh thì phát hiện có người đàn ông bất động trong tư thế gục mặt xuống đất trong bãi cỏ. Thấy sự việc bất thường, người dân đã trình báo cơ quan công an. Tới hiện trường, công an xác định người đàn ông này đã tử vong từ trước đó. Cách vị trí thi thể khoảng 10 mét ngoài đường là chiếc xe máy, được xác định là của nạn nhân. Danh tính nạn nhân được xác định là một thanh niên 25 tuổi, ngụ huyện Đắk Long, tỉnh Đắk Nông. Nạn nhân tử vong trong tư thế úp mặt xuống đất trong bụi cỏ vắng bên đường. Theo người nhà nạn nhân cho biết, nạn nhân cùng vợ cùng là công nhân khu công nghiệp Bắc Đồng Phú thuộc huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước. Khoảng 17 giờ chiều 3 tháng 7, nạn nhân đã đi xe máy rời khỏi nhà đi đâu không rõ. Đến chiều 4 tháng 7 thì gia đình bàng hoàng nhận tin từ cơ quan chức năng. Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.